trong hành trình tiếp theo. Welcome to Boxy Boss, a new level. Nồng nhiệt chào đón toàn thể quý vị đã đến tham dự chương trình lễ trao giải Pop Award ở New Millennium ngày hôm nay. Anh Đàm Vĩnh Hưng cũng chính là nghệ sĩ đứng đầu trong hạng mục giải thưởng thành tựu Pop Award năm nay, xin được chúc mừng anh. Ca sĩ Bảo Anh và ca sĩ Hồ Thị Trung. Chúc mừng nghệ sĩ Trường Giang. Ekip Pháp TV. Em Bảo An. Yên Bì Gó. Giải thưởng kênh giải trí của năm Pháp TV. Đơn vị sản xuất của năm đã thuộc về công ty quảng cáo thương mại Sen Vàng. Giải thưởng gương mặt Bruno của năm đã thuộc về ca sĩ Tommy. Kênh tin tức của năm đã thuộc về báo Thanh Niên. Web series đột phá của năm, cô gái đến từ bên kia. Giải thưởng bài hát hiện tượng đã thuộc về ca khúc Ngắm Hoa Lệ Rơi của ca sĩ Châu Khải Phong. Giải thưởng ngôi sao mới đã thuộc về ca sĩ Thanh Hưng. Ngoài nơi đây có em xin ơi, để cho anh được nói lời chào. Ngoài nơi đây có em xin ơi, đừng vui đi ngó lơ. Nó khóc trong sâu cay, khi em buông xuôi đã nó khóc trong ngậm ngùi, khi em vô tâm đã nó khóc trong lặng cớ. Baby baby come on. Nothing to hide, baby, sticking it up onto the ceiling. Keep it coming.